Hai các bạn. Đây bữa nay mới ăn tôm luộc. Mấy bữa nay ăn tùm lum mà chưa có ăn ấy. Chưa làm riêu ăn thịt. Có vỏ. Vỏ nó mềm mình mới ăn vỏ luôn. Cũng là nước chấm thần thánh. Cái bữa thì vỏ cứng ăn không được. Này vỏ nó mềm được. Mới bữa nay mới đi chợ mà nhưng mà không có mua mấy cái đồ ăn đó, giờ lại trước mới đi chợ đi học trường khác á, thì đường nó đúng ngay cái chợ. Còn bây giờ là cũng có chợ tại Việt Nam nhưng mà họ không có bán đủ thứ, bán mấy cái hải sản này nè. Vừa ăn vừa nói cho mất thời đỡ mất thời gian các bạn. Tại vì các bạn coi lâu cũng chán đúng không? Nên vừa ăn vừa nói cho mất thời đỡ mất thời gian các bạn. Tại vì các bạn coi lâu cũng chán đúng không? Ăn có cái vỏ nó ngon hơn chứ không ăn mình nó, với lại gỡ gỡ chắc lâu lắm. Okay. Cái chén này, cái chén nước mắm của mình ăn ốc á, bây giờ mình giả thêm để vô chung luôn. Từ nay mình sẽ ráng làm cái video nó ngắn lại chút xíu, dài quá.
mà nếu mà làm video vừa ăn vừa nói chuyện á thì mười mấy phút nó không có được đâu. Ăn thôi là mười mấy phút rồi còn nói chuyện nữa, nên bây giờ làm đi, có tranh thủ bây giờ ăn vừa nói rồi. Nhìn mất lịch sự, nhưng mà không nói chuyện thì các bạn kêu ăn giống như robot, mà nói nhiều quá thì có bạn không thích. Cũng tham đi góp lại hai cái, được ăn rồi nói chuyện luôn, nhưng mà nói chuyện vòng vòng mấy cái đồ ăn thôi. Còn về mà muốn nói chuyện về đời sống hàng ngày á, phải làm video dài mới nói chuyện được. Còn mà làm video ngắn á, nói chuyện không có đầu không có đuôi á, nghe khó chịu hơn nữa, đúng rồi. Mà mấy con tôm này nhỏ nhỏ này nè, tôm có đầu ăn nó sẽ ngon hơn là tôm không có đầu. Tôm không có đầu thì nó rẻ hơn. Thật ra cái đầu á cũng không làm được gì hết trơn á, làm cho nó nặng thôi. Nhưng mà mưa lại thích có cái đầu nó húp vô nó ngọt ngọt. Người biết kiểu nào các bạn cũng chửi, có nhiều bạn chửi mà thôi cả, các bạn muốn chửi chửi thôi. Cái này á nếu mà lột vỏ lâu lắm, tại cái tôm nhỏ nó hơi khó. Cũng tùy loại tôm đó mà, có loại tôm nó cũng nhỏ nhỏ cỡ này thôi nhưng mà cái vỏ rất là cứng. Ừ. Đổ mồ hôi luôn có mấy con mà hôm nữa không ăn nữa. Cảm ơn các bạn luôn ủng hộ nhé. Nhưng mà các bạn nhớ ủng hộ mình thêm nữa.
Mình sẽ đăng ra video nhiều để mà nói chuyện với các bạn, cho các bạn xem nữa nhé. Bây giờ hẹn gặp các bạn video tới nha. Bye.